Sáng ngày 8 tháng 4 tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 đã thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và một phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Phan Việt Cường, Lê Trí Thanh và Nguyễn Hồng Quang. Kết quả, 100% các đại biểu có mặt tại kỳ họp đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Phan Việt Cường. Cụ thể ông Phan Việt Cường nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy đã có đơn xin thôi việc và được bộ chính trị đồng ý cho thôi giữ các chức vụ Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo chế độ. Tại kỳ họp hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thống nhất cho ông Phan Việt Cường thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ngày 31 tháng 1 năm 2024, Ban chấp hành Trung ương cũng cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đối với ông Phan Việt Cường, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thanh Hà, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, và ông Nguyễn Phú, Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Giới thiệu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, thống nhất bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Bùi Ngọc Ảnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 100% đại biểu thống nhất miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Quang. 100% đại biểu có mặt thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Chí Thanh. Đối với ông Lê Chí Thanh, theo thông tin từ Ban Thường vụ tỉnh ủy, sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân bị bắt ngày 31 tháng 12 năm 2022 do nhận hối lộ, đến năm 2023, sau khi tiến hành kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiến nghị và Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật, khai trừ ông Trần Văn Tân ra khỏi đảng, cùng nhiều cán bộ các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh bị các cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật, đồng thời cá nhân ông Lê Chí Thanh cũng bị kỷ luật khiển trách. Với trách nhiệm người đứng đầu, ông Lê Chí Thanh đã tự giác có đơn xin thôi giữ các chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Vừa qua, Ban Bí thư đã có văn bản thống nhất cho ông Lê Chí Thanh thôi giữ các chức vụ theo đề đạt căn cứ quy định 41 QĐ TW ngày 2 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và quy định của pháp luật, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã triển khai quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Chí Thanh. Trao đổi riêng với báo chí, ông Lê Chí Thanh cho biết sau khi ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bị kết án vì sai phạm, ông đã thấy trách nhiệm của bản thân trong công tác quản lý cán bộ cấp dưới. Do đó, khi đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn thành nội dung kiểm tra, trong đó có thêm sai phạm của một số cán bộ khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì với trách nhiệm của người đứng đầu, ông đã chủ động làm đơn xin từ chức từ tháng 11 năm 2023. Đến nay, Ban Bí thư đã thống nhất giải quyết theo nguyện vọng cá nhân và Hội đồng Nhân dân tỉnh làm thủ tục miễn nhiệm theo quy định. Sau đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ phân công công tác phù hợp. Ông Thanh chia sẻ, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, tôi cũng sẽ nỗ lực tận tâm cho sự nghiệp xây dựng quê hương Quảng Nam. Ông Lê Chí Thanh sinh ngày 5 tháng 8 năm 1970, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Vào đảng chính thức ngày 19 tháng 10 năm 1999, trình độ chuyên môn Đại học ngành Ngân hàng, Đại học ngành Luật Kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công, trình độ lý luận chính trị, cử nhân. Ông Lê Chí Thanh từng giữ các chức vụ như trưởng phòng xúc tiến đầu tư và xuất nhập khẩu, ban quản lý khu kinh tế Mở Chu Lai, giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, trưởng ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 9 đã bầu ông Lê Chí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Với trường hợp của ông Nguyễn Hồng Quang, ông Quang đã bị Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo vào tháng 11 năm 2023. Sau đó, ông Nguyễn Hồng Quang cũng có đơn xin thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất cho ông Nguyễn Hồng Quang thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cũng theo thông tin từ Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam, các ông Lê Chí Thanh và Nguyễn Hồng Quang đều còn thời gian công tác hơn 5 năm tính đến thời điểm nghỉ hưu theo bộ luật lao động. Vì vậy, căn cứ thông báo số 20 TBTW ngày 8 tháng 9 năm 2022, thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quản lý, Tới đây, Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam sẽ xem xét bố trí công tác cho các ông Lê Chí Thanh và Nguyễn Hồng Quang ở vị trí phù hợp, tạo điều kiện cho các ông tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phân đấu, đóng góp vào sự phát triển của Quảng Nam. Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Chiết khẳng định, cùng việc đã và đang triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Ủy ban Kiểm tra tháng 11 năm 2023, Quảng Nam sẽ tiếp tục tập trung, củng cố tổ chức, Ổn định đội ngũ, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ tỉnh, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức đại hội đảng các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thu Lan trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, vừa qua Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đã có thông báo kết luận về việc xử lý vi phạm với một số tập thể cá nhân ở Quảng Nam. Trong đó, ông Lê Chí Thanh với trách nhiệm là người đứng đầu ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh để cho một số cán bộ cấp dưới sai phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó có ủy viên ban thường vụ bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, bản thân ông Thanh cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Theo quy định 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ trách nhiệm người đứng đầu mà để cấp dưới có sai phạm như vậy, ông Thanh tự nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu, tự nguyện viết đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Ủy ban nhân dân tỉnh. Bà Lan nói, Căn cứ theo đơn của ông thì tỉnh đã báo cáo Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã có văn bản thống nhất theo nguyện vọng của ông Thanh. Ban thường vụ tỉnh ủy đã họp thống nhất hôm nay Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành các bước theo quy trình miễn nhiệm đối với ông Thanh. Trường hợp ông Nguyễn Hồng Quang cũng như vậy, ông cũng tự nguyện có đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy viên Ban thường vụ. Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã họp thống nhất. Đây là việc đúng theo các quy định của pháp luật và sự tự nguyện theo cá nhân của các ông và theo quy định 41 của Bộ Chính trị. Còn đối với các chức danh về đảng, bà Lan cho hay theo thông báo 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, sau khi bị kỷ luật thì đối với các trường hợp đã xử lý kỷ luật và có đơn tự nguyện xin thôi các chức vụ, thời gian công tác còn trên 5 năm, bản thân cũng có nguyện vọng tiếp tục cống hiến cho địa phương trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục bố trí cho công tác. Bà Lan nói thêm rằng, Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ xem xét cân nhắc bố trí công tác phù hợp để các ông Phan Việt Cường, Lê Chí Thanh và Nguyễn Hồng Quang tiếp tục phát huy năng lực sở trường của mình trong thời gian tới. Theo hướng sẽ giảm một bậc so với thời điểm bị xử lý kỷ luật. Chẳng hạn như đang là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy sẽ xuống tỉnh ủy viên, đang là thường trực tỉnh ủy sẽ xuống ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Trước đó tháng 11 năm 2023, Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo. Hậu quả Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch, quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền tài sản của nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ông Phan Việt Cường, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam bị đề nghị kỷ luật, sau đó ông Cường xin nghỉ hưu sớm 6 tháng vì lý do sức khỏe. Nhiều lãnh đạo cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bị Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật từ mức khiển trách đến khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn, Nguyễn Hồng Quang bị cảnh cáo về Đảng, ông Lê Chí Thành bị khiển trách. Giữa tháng 12 năm 2023, ông Trần Đình Tùng bị ban bí thư cách chức ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, ủy viên ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 riêng bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt cường xin nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 vì lý do sức khỏe. Sau kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương, ngày 18 tháng 1, thủ tướng cũng quyết định kỷ luật lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Qua đó, thủ tướng khiển trách chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thành, cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Hồng Quang do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Ngoài ra, Cậu chủ tịch tỉnh Đinh Văn Thu và cựu phó chủ tịch tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cũng bị cảnh cáo. Ông Trần Đình Tùng bị xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian thi hành kỷ luật ông Lê Trí Thanh, ông Đinh Văn Thu, ông Nguyễn Hồng Quang, ông Huỳnh Khánh Toàn tính từ 30 tháng 11 năm 2023, với ông Trần Đình Tùng tính từ 21 tháng 12 năm 2023.